woke up in the light. Yeah, I'm really talking my shit light. I'm really him, hold up. Look, walking this bitch light. Hey. Yeah, I'm really him. I'm really him, don't believe me, come and see me. Got three bitches on my genie, now I'm on your level, genie. I'm a good one, demon said she wanna come and see me. Then I'm in a local city, I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in the light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, on God. Walk up in the light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, hold up. Look, walking this bitch light. Hey. Yeah, I'm really him. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. Hey, I'm really him. Hold up. Võ sĩ Cường Thái Lan xin nhắc lại, năm nay 16 tuổi nhưng đã thực tại tổng cộng đến 20 trận chuyên nghiệp, thắng 17 và kỳ lễ thú 3. Và đầu đầy đủ đã được thấy những màn câu cổ và đánh gối của cả hữu hiếu lẫn Phong Hoàng trên Phong Hoàng. Muốn là ba, muốn là ba, muốn là ba. Hữu Đạt rõ ràng rất tưởng tình. Xét mặt hình thì cái võ sĩ này cũng chênh lệch quá nhiều và chiều cao. Hữu Hiếu cao 1m60, trong khi Power Tunawa cao 1m56. Nhưng chiều cao không chênh lệch nhiều. Sải chân cao hơn có thể giúp cầu Hiếu. Có lợi thế nhiều hơn ở trong sau một vài màn đối đầu thì chúng ta thấy có lẽ Hiếu là người có lợi thế hơn về sức mạnh và cô cũng hiệu quả hơn là đội những pha tiên câu cổ và lên đúng như thế này. Hiếu đang là võ sĩ chú động hơn, nó sẽ đấu chú động tấn công trước và chú động áp sát sau cái lần tấn công để thực hiện cái đòn gối về phía Bầu Hòa. Cô đã hạ nút cao hôm qua Thun Na Wat, rõ ràng sự vững chãi về sức mạnh trong các đòn đánh của Na Hữu Hiếu đã nhanh chóng dẫn đến kết quả vừa rồi. Bắt đầu tấn công và cho thấy kinh nghiệm của Hữu Hiếu trước đối thủ của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một đòn đá cao đầy bất ngờ của võ sĩ Việt Nam mình nào Hiếu. Ba đòn đã hạ rất cao đối thủ để bàn anh đã đoán rất nhanh rưỡi rồi anh đoán cho võ sĩ Nguyễn Nam.
chúng ta đã vừa xem lại pha chiến trận được các đạo diễn truyền hình cho chúng ta xem. Cú đá chân trái trúng vào cạnh hàm của Pogba Tunawas. Cơ chế hàng nó cao này đã được khoa học thể thao nghiên cứu, tức là khi hộp sọ thì tác động mạnh thì não tượng nghiêng về phía võ sĩ của Việt Nam. Chuyển động cùng Võ Việt.